nhà của chị My hả? Ê, cho tôi qua với được không? Có gì chờ học xong đi chung luôn. Cậu mới nói cái gì đó? Thằng Nguyên nó đang học bên nhà cô giáo My hả? Mẹ ơi, sinh viên trường nhân dân với dân văn thì sao chứ? Sinh viên trường nhân dân không được dạy kèm hả? Không cần giải nói, thật sự là con biết hết tất cả rồi. Con nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì bậy bạ đó hả? Con nói cái gì? Con nói là con biết giấy là sinh viên trường nhân văn. Nhưng mà quan trọng là giấy dạy kèm con, điểm con cao thôi chứ mẹ muốn gì nữa. Con im đi. Sao mẹ thành kiến quá vậy? Dạ. Bữa nay sao con hổn với mẹ quá vậy hả? Chứ giờ học thêm, ai dạy được thì con học thôi. Chứ mẹ quan trọng mấy gì bằng cấp chi vậy? Con còn dám hỗn hào với mẹ nữa hả? Được rồi, mẹ nói cho con biết, kể từ ngày mai mẹ sẽ tìm gia sư khác cho con. Con không chịu cũng được nữa. Con không muốn, mẹ muốn thì mẹ học đi. Không lẽ là hai cái đứa này? Tụi nó đang hẹn hò nhau. Ở bên em mọi thứ thật là bình yên. Anh ước gì thời gian có thể ngừng trôi đi. Nhưng mà anh ơi, hai đứa mình nó cứ kiếm cớ dạy kèm để mà qua lại lén lút như vậy hoài đến bao giờ? Hay là mình nói thiệt cho mọi người biết đi. Mọi người sẽ không chấp nhận hai đứa mình đâu. Em à. Hả? Hay là hai đứa mình bỏ trốn đi. Em đi đâu cũng được, miễn sao là có anh là được. Hai cái đứa này thiệt tình. Dạ mày xin chào ạ, anh muốn tìm sản phẩm gì vậy? À, thôi để tự nhiên lựa được rồi, cảm ơn. Dạ rồi. Nè, chị My sao rồi? Chị My dạo này bận lắm. Hình như là bận xin việc làm hay sao á. Chứ vậy thêm hoài sao được. Ê, thấy đôi giày này có đẹp không? Cũng được á. Ủa mẹ? Đứng đó. Cái gì vậy? Nè, tại sao giờ này con mới về? Con đi đâu vậy hả? À, con học xong rồi, con với anh Quang đi mua ít đồ nè. Đồ đâu? Thì nè. Ủa, bộ mẹ không tin con hay sao vậy? Có chắc là con đi với anh Quang không á? Chứ con nói dối mày để làm gì? Đứng lại. Mẹ sao vậy? Không có gì. Lên lầu đi. Nhìn cái bản mặt nó là biết nó nói dối rồi. Nghe Tâm Ý. Dạ. Con coi quần áo hai chị em con có gì giặt ủi thì gom luôn đi nha. Dạ. Tâm Ý, hình như là tiệm giặt ủi tới kìa, con xuống mở cửa đi. Dạ. Ôi, cái áo này của Tâm Ý hả? Nó mua hồi nào mà mình không biết vậy ta? Dạ, cô ơi, cái đó không phải chị mua đâu, là chú mua. Chú Suy Liên mua hả? Dạ không, cái đó là của chú Sĩ mua. Chú Sĩ? Dạ, dạ đúng rồi đó cô. Cái đầm trắng này cũng là chú Sĩ mua nè. Cái đầm đen này cũng vậy. Và cả cái điện thoại nữa. Điện thoại nữa? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tự nhiên thằng Sĩ lại đi mua đồ cho con Tâm Ý. Không lẽ là hai đứa nó... Hai miếng ra. Ngon không? Thêm miếng nữa nè. Thêm người khỏe không? Dạ khỏe chứ.
tại em được uống kén nước hầm xương của anh á. Nè, xương hầm cho em uống chắc thằng mấy tấn rồi đó. Mà anh ơi, không lẽ mình cứ gặp nhau lén lút trong bệnh viện về hoài hả? Ờ, hay là cố gắng chịu đựng một thời gian đó nha. Chứ bây giờ mà nói ra để chị anh biết là hai đứa mình ra khỏi nhà. Nhưng mà chịu đựng tới bao giờ nữa? Cứ lén là lén lút y như là ngoại tình vậy á. Làm gì có, suy nghĩ vậy không à? À vậy nè, hay là tụi mình bỏ trốn nha. Bỏ trốn. Đồng ý bỏ trốn cùng anh không? Vậy bỏ trốn nha. Không thể như vậy được. Không thể như vậy mà. Thầm ý, dạ. Con dọn dẹp nhà cửa xong rồi á, muốn làm cái gì thì cứ việc làm đi nha. Dạ. Cái gì đâu mà ngạc nhiên. Thì cô cho con tối nay là nghỉ một buổi đó. Thích làm gì cứ việc làm. Chẳng qua là tại vì tối nay bạn cô tới nhà chơi, cô cũng muốn nấu nướng cho nó vui vậy đó mà. Nha. Muốn hẹn hò với ai á, thì cứ việc đi. Muốn đi đâu á, cứ việc đi đi nha. Dạ. Hả? Anh có gặp Tâm Ý không? Không thấy, thì sao? Tức thiệt chứ. Nè, anh đó nha, em giao nhiệm vụ là anh phải theo dõi thằng Nguyên đó. Phải rình coi nó có đi theo cô giáo My hay không, nghe chưa? Còn em thì sao? Bây giờ em phải chạy qua bệnh viện theo dõi thằng Sĩ. Tối nay là cô Tâm Ý nó nghỉ. Nếu như mà hai đứa nó hẹn hò với nhau, thế nào hai đứa cũng hẹn nhau đi ra ngoài cho coi. Làm hết hồn mà. Con làm gì trong đó vậy? Ủa, ba mẹ đang nói gì vậy? Ơ, chuyện của người lớn, con nó không được nhiều chuyện. Đi là lọc đi ngủ, mời lên. Con muốn nghe, không dẹp đâu. Ê, con đi nha ba mẹ. Chắc là tối nay con sẽ về trễ á. À, con đi đi. Dạ, dạ. Ừ. Gì á, gì? Mẹ, gì á? Cái gì á? Mẹ gì vậy? Đi ngủ đi, nhiều chuyện quá. Cái gì á? Nhóm xong rồi, bây giờ đang vô tiệm net chơi game, anh đang theo dõi đó nè. Ê, thôi nha, thằng Nguyễn ra rồi, để theo dõi đó, vậy thôi nha. Quyết định như vậy đi. Nguyễn, cẩn thận! Trời ơi, thằng này mày chạy ẩu mày! Nguyễn! Ủa, không phải Nguyễn hả? Nè, đi bộ người ta đi trên lề, đi dưới đây xe đụng bây giờ đó. Đi cẩn thận nghe chưa? Làm hết thôi. Thằng Nguyên, mới để mất tiêu rồi ta. Thằng này lẹ thiệt. Thank you.
anh là mất dấu của Nguyên rồi. Hả? Trời ơi, rồi bây giờ sao? Nhưng mà vô tình anh gặp cô giáo My, bây giờ anh đang theo dõi nè. Vậy hả? Nghe em dặn nha, hết sức cẩn thận, coi chừng con nhỏ My nó phát hiện đó. Anh biết rồi, chỗ em sao rồi? Em hả? Thì bây giờ đang rình đó nè. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở công viên. Ủa vậy hả? Anh cũng đang ở công viên nè. Hả? Thì hả? Ừ. Chết rồi, điện thoại sắp hết pin rồi. Trời ơi, đi theo dõi người ta mà không chịu sạc điện thoại đầy pin. Thì quên. Rồi xong luôn, tắt luôn rồi. Ủa, anh tắt máy rồi hả? Alo. Ừ, điện thoại tắt máy rồi nè. Ủa, tắt máy rồi mà sao em vẫn còn nghe nè? Trời á, sao lại vậy ta? Em nghe rõ lắm hả? Anh cũng nghe rõ lắm nè. Alo. 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 Ủa bà xã. Ủa xã. Trời ơi, sao ở đây? Thằng sĩ thằng kia kìa. Đi theo. Dướng rồi quá. Đi đường này đi. Đi đường này rắc quần á. My đâu rồi ta? Thôi kể đi. Ngồi im, định coi thằng sĩ nó đang hẹn với ai. Ừ. Nè, sao tự nhiên hẹn nó ra công viên vậy? Ngồi nhớ anh chịu không nổi hả? Sao? Hả? Sao? Anh có biết là nó đang hẹn với ai không? Sao biết được? Anh nhìn biết chứ. Rồi tôi xong việc rồi, giờ tôi về công ty liền nè. Rồi vậy thôi nha. Ừ. Cậu ba với cô cháu My. Trời ơi, hai người này quen nhau hả ta? Cái gì? Thôi, đừng có đi xuống chung. Sao vậy? Em xuống trước, anh xuống sau. Chị My. Bắt quả tay rồi. Bắt quả tay rồi nha, hai người ha. Anh để hai người hết chối rồi nha. Nguyên thông báo cho cả nhà. Để đi mà anh để. Ủa, cô giáo My, sao giờ này cô còn đây, còn mặc đồ ngủ nữa? Nó bị cái gì vậy giáo sĩ? Anh chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, giống như làm gì lần trước á. Cái gì? Anh nhớ ra hết rồi. Cậu ba đang hẹn hò với cô giáo My. Ừ, nhớ hết rồi. Lại bị phỏng vấn rớt đúng không? Phỏng vấn rớt thôi mà. Phỏng vấn rớt là chuyện bình thường. Gì vậy? Nè, anh mua giày cho em để đi chứ không phải đá đâu nha. Anh có biết ý nghĩa của việc tặng giày cho người yêu là gì không? Em nói gì vậy? Nhưng mà anh không biết tặng giày cho người yêu á là tiễn người ta đi mất hả? Vậy là em đi khỏi đời anh đó hả? Thì tại đôi giày dắt em đi mà. Mình đừng gặp nhau nữa nha. Em nói gì vậy? Em nói là mình chia tay đi anh. Lại bày trò nửa lòng anh nữa đúng không? Em nói thiệt, em muốn chia tay. Tại sao?
tại vì em chán. Chán anh. Em chán anh. Em chán yêu anh. Em chán hết tất cả cho nên em cũng là một người rất là thích thay đổi nữa. Là vậy á. Cứ quyết định vậy đi. Từ đây về sau mình đừng gặp nhau nữa. Không còn gì để nói nữa đâu. Em tính chia tay với anh lâu lắm rồi. Mà hôm nay mới có dịp. Đôi giày này em trả lại cho anh bây giờ. Thì em đi chân không về thì kỳ đúng không? Cho nên em xin giữ làm kỷ niệm luôn nha. Tại sao lại như vậy? Anh hỏi tại sao lại như vậy? Cứ quyết định vậy đi anh. Cả nhà. Có chuyện gì không em? Anh hả? Sao rồi? Anh đi điều tra chuyện của thằng sĩ với cô giáo sao rồi? Trời ơi, em kêu anh đi điều tra tới đâu rồi? Sao? Hai đứa nó quen nhau khi nào? Rồi lý do gì mà chia tay? Em nó kêu là anh đi điều tra thiệt kỹ rồi mà. Bây giờ còn ồ với à với em nữa hả? Điều tra mau lên. Biết rồi thì giờ anh điều tra nè. Làm như rảnh lắm bằng. Chị ơi, em xin lỗi chị, chuyện hôm qua em hứa em sẽ rút kinh nghiệm không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa đâu chị. Chị ơi, lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Bao quý khách vừa gọi hiện không. My hả? Alo, cậu Ba hả? Rảnh không? Anh Ngọc nè, anh nói chuyện chút nha. Chuyện là vậy. Thật ra cái chuyện mà cậu Ba với cô giáo Diễm My quen nhau á thì anh biết hết trơn rồi, nhưng mà giờ anh muốn biết nó rõ hơn á, là hai người quen nhau ở đâu nè, rồi tại sao quen nhau, rồi giờ sao chia tay đó cụ thể. Alo thiệt tình. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Sĩ, sao còn ngồi đây nữa? Chuẩn bị vô ca rồi kìa. Sao rồi? Anh điều tra tới đâu rồi? Chưa được gì hết. Còn bộ vụ án này chân chuyên lắm. Anh gọi điện hỏi cậu ba mà nó kín miệng, nó không chịu nói gì luôn. Nè nè, cái gì? Anh mới nói em là anh điện thoại cho thằng Sĩ hỏi hả? Ừ, thì nó là người trong cuộc, có rành chuyện đó nhất thì hỏi nó chứ hỏi ai. Trời ơi là trời. Vậy tôi cũng đi nhờ nữa. Nếu như mà gọi điện thoại cho thằng Sĩ thì em gọi cũng được vậy. Mong mới vậy em phải kêu anh. Anh thiệt tình à. Ủa, vậy chứ giờ làm sao, ai biết làm sao? Hello, chào mọi người. Chào anh. Này, có mặt ở nhà đông đủ ha. Dạ. Ủa, anh bị bắt tao hại đuổi nữa rồi hả? Đâu có, cuộc sống của anh giờ này ổn lắm. À, anh có mua gà cho mấy đứa này không? Dạ, cảm ơn anh. Mẹ dữ. Ngon mấy đứa. Dạ ngon, cảm ơn anh. Ngon, ăn thêm nha. Cảm ơn anh nhiều. Sao anh không ăn chung với tụi em luôn cho vui? Ôi, anh ăn rồi, anh no rồi. Nhường cho mấy đứa ăn thoải mái tự nhiên nha. À, mấy đứa ở chung nhà với Diễm My chắc là thân nhau lắm ha. Dạ. Dạ. Tụi em ở chung với nhau lâu lắm rồi, như là anh em ruột trong nhà. Vậy chắc là hiểu nhau lắm rồi ha. Dạ, đúng rồi. À, mấy đứa cho anh hỏi cái, mấy đứa có biết lý do tại sao mà Diễm My với lại tiến sĩ nhà anh chia tay không? Gà ngon ghê. Vậy là anh mua đồ ăn tới chỉ để mua thông tin tụi em hả? À, đâu có đâu. Tại vì anh thò mò thắc mắc cho nên anh hỏi vậy thôi à, chứ không có gì đó. Tụi em đâu biết gì đâu. Thôi đi lên đi, tụi em ăn xong rồi. Ủa gì kỳ vậy, còn nhiều lắm mà, mấy đứa cứ ăn tự nhiên thoải mái đi. Anh tính sử dụng mấy cái miếng gà này á, để cho tụi này bán đứng bạn với gì. Nằm mơ ban ngày anh. Trời ơi, cái gì vậy, anh đâu có như vậy đâu. Mà gì kỳ vậy, rồi thôi anh đừng có làm vậy nha, không có tốt đâu. Thiệt luôn á. Diễm My thân mến, hôm nay tôi tới chơi nhưng cô không có nhà. Dạo này cô có khỏe không? Thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt một cái chúng ta đã quen biết cũng được mấy tháng rồi. Vào một buổi tối đẹp trời, tôi đã thật sự rất buồn khi phải nghe tin cô và tiến sĩ sau một thời gian quen nhau đã quyết định chia tay. Tại sao lại như vậy? Hai người đã quen nhau khi nào và ở đâu? Tại sao lại chia tay? Mong cô mau chóng cho tôi được biết câu trả lời. Tôi tha thiết chờ một cuộc gọi từ cô. Khi cô sắp xếp được thời gian. Phan Minh Ngọc, kính thư. Sao em về trễ quá vậy? Em cũng kỳ quá ha. Nói chia tay mà không cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lý gì hết. Điện thoại cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Diễm My của anh ngày xưa đâu phải vậy. Anh chờ em nãy giờ đó.
Sao vậy? Không muốn nhìn thấy mặt anh nữa hả? Được rồi. Vậy đứng phía sau có được không? Đứng phía sau chắc chứ được hả? Sao vậy? Không mắc cười hả? Anh thấy mắc cười mà. Em vô nhà trước. Gia đình là số 1, oh oh oh.